Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị ở phần 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và hồi nãy off air đã có ông hỏi về vấn đề uống canxi. Thì câu hỏi rất là thông thường ở phòng mạch thôi. Thưa bác sĩ Tuấn, thì họ bệnh nhân hỏi và nói: ồ bác sĩ, nói tôi bị rỗng xương, bắt uống alendronate, bắt tôi uống canxi đi uống được, thì mà tôi uống vô nóng lắm. Chứ nóng này có nghĩa là gì? Bón. Nóng uống vô cái người nó không feel comfortable, nó không được comfortable, nó nóng, nghe người nó nóng. Thành ra thì ông hỏi là bây giờ đó, hồi nãy ông hỏi đó, tại sao vậy, mà có gì thay đổi được không bác sĩ Tuấn? Vâng, hồi nãy có nói chuyện với bác sĩ Toàn rằng là thì mỗi người có các phản ứng với một cái thuốc nó khác nhau. Có người thì uống vô không cảm thấy gì hết, nhưng mà có người uống cùng một cái thuốc đó vô mà cảm thấy như là bị nóng hay bị bón. Thì mình phải, nếu như mình thật sự là mình cần cái thuốc đó, thì mình có thể thay đổi bằng cách là như bác sĩ Toản góp ý là mình đổi qua một cái dạng thuốc khác, hoặc là ví dụ mình giảm bớt liều, thay vì ví dụ như một ngày mình uống 2 viên, bây giờ mình uống lại một ngày 1 viên. Hoặc là nếu như mình bị bón nhiều khi uống cái thuốc đó thì mình có thể hạn chế những cái phản ứng phụ đó bằng cách là mình uống thêm nhiều nước, ăn thêm nhiều rau, ăn thêm nhiều chất xơ. Hoặc là mình ngưng cái thuốc đó lại bằng cách là mình uống nhiều sữa tươi và đi ra ngoài nắng để được cái calcium và được cái vitamin D một cách tự nhiên mà không bị phản ứng phụ từ thuốc. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Xin chào hai bác sĩ ạ. Dạ, chào. Tôi tên là Minh, năm nay 74 tuổi. Thế xin hỏi hai bác sĩ là cách đây 13 năm trong một lần đi làm MRI ở cái đầu á, thì bác sĩ có phát hiện ra và có nói là mạch máu não có hơi bị cái mạch máu ở trên đầu, ở trên não hơi bị tắc. Thế thành ra có giới thiệu và đề nghị là bác sĩ gia đình cho uống cái Plavix. Thế thì suốt từ thời gian cách đây 13 năm đến nay tôi vẫn liên tục uống Plavix, đến nay là hơn 10 năm rồi. Thế xin hỏi bác sĩ là bây giờ uống thời gian lâu như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, cũng như là có cần thiết phải uống lâu dài như thế không? Dạ, xin thưa chú, khi mà như nghe chú nói rằng chụp cái MRI cho thấy mạch máu nó bị tắc nghẽn, có nghĩa là mình đã có cái dấu hiệu của bệnh sơ vỡ động mạch. Thì cái bệnh sơ vỡ động mạch đó nó có thể ảnh hưởng bất cứ động mạch nơi nào trong cơ thể, từ mạch máu trong tim tới mạch máu ngoại biên, và hoặc là mạch máu cổ, hoặc là mạch máu trong não. Thì tùy theo cái vị trí của mạch máu bị sơ vữa đó mà nó khả năng dẫn tới nhồi máu cơ tim, hoặc là thiếu máu ngoại biên, hoặc là bị tai biến mạch máu não. Thì một trong những cách ngăn ngừa những cái tai biến đó là bệnh nhân phải, thứ nhất là uống thuốc mỡ trong máu. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân có thể uống thuốc aspirin hoặc là uống thuốc Plavix. Cái thuốc Plavix thì chắc chắn rằng là nó mạnh hơn thuốc aspirin, nhưng mà đồng thời nó phải đi kèm theo những cái rủi ro của nó. Chẳng hạn như chú theo tuổi lớn lên thì cái khả năng chảy máu nó nhiều hơn. Và khi mà chú uống thuốc Plavix, nếu như cần một cái mổ nào thì trước khi mổ người ta phải ngưng cái thuốc Plavix đó ít nhất 5 ngày. Điều đó chứng tỏ cho thấy chú thấy rằng là cái khả năng gây chảy máu của Plavix rất là cao. Còn bây giờ trả lời câu hỏi của chú là chú hỏi con là nếu như là trong trường hợp chú thì nên làm gì, thì con nghĩ là mình không cần uống thuốc Plavix nữa mà mình đổi qua uống thuốc aspirin 81mg một ngày là đủ rồi chú. Là mình bỏ cái thuốc Plavix đi, và cái tác dụng sẽ bảo vệ cái tai biến giống như nhau. Dạ dạ, thế xin cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhưng mà nếu mà uống tiếp tục uống Plavix có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Nó sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng mà khi mà có chuyện thì nó rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là nếu như mà chú té, chú cần một cái mổ cấp cứu, thì ngay có những cái ca mổ cấp cứu người ta không thể nào đợi 5 ngày được, mà người ta phải mổ tức thì. Và khi người ta mổ tức thì mà chú uống Plavix thì máu chảy rất là dữ, có nhiều trường hợp là người ta không cầm máu được, hoặc là sau khi mổ xong chú phải cần truyền máu rất là nhiều. Đó là cái rủi ro của nó chứ. Tôi đồng ý với bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, thì dĩ nhiên aspirin cũng có cái nguy cơ chảy máu. Ok, nhưng tuy nhiên cái Plavix nó mạnh hơn, nó nặng hơn. Tôi có nhiều bệnh nhân họ té đó, họ bị subdural.
hematoma, dễ dàng uống platelet. Cái đó là cái nguy hiểm chảy máu, nó cao hơn là uống aspirin. Thành ra để trả lời ông thì tùy thôi, tùy ông. Nếu mà vẫn thật tình mà nói đó, thì cái mà cái MRI đấy cách được mười mấy năm á, thì cũng phải xét lại coi coi mình coi nó làm sao. Cái ngày tôi đối với tôi như trường hợp nếu mà tôi tiếp tục tôi phải uống platelet, chắc tôi xin lại làm cái MRI khác coi nó làm sao. Trước khi mình tiếp tục uống platelet như vậy, thì cái risk mà chảy máu á, bất cứ chỗ nào đi mổ như bác sĩ Tuấn nói, hoặc là té ngã mà lớn tuổi mà té ngã mà subdural hematoma, nó còn nguy hiểm hơn nữa, phải không? Nó không có đáng. Là bây giờ tôi lại có cái tình trạng là hiện nay tôi có cái bệnh là trào ngược dạ dày, mà cách đây hơn chục năm đã mổ rồi, làm cái acid reflux surgery rồi. Yeah, duplication. Nếu mà chuyển sang aspirin có ảnh hưởng gì tới bao tử không? Bởi vì hàng ngày hiện nay tôi vẫn phải uống cái Dexilin với lại Pepcid. Thế cho nên là đó là hơn lúc nào hết. Tôi nghĩ là cái Plavix nguy hiểm cho ông hơn là cái aspirin. Yes, aspirin cũng có, tại vì thế này, cái study nó vừa mới ra đó, nó nói là 50% người uống aspirin dài hạn mười mấy năm đó, sẽ có nguy cơ bị chảy máu bao tử. 50% là những người uống aspirin dài hạn trên 10 năm có 50% nguy cơ bị chảy máu bao tử. Yes, nhưng mà Plavix nó even worse, nó thì còn nặng hơn nữa, phải không bác sĩ Tuấn? Vâng, thì mặc dù rằng là cái tác dụng trực tiếp lên bao tử thì nó không bằng aspirin, nhưng mà những người mà đã bị loét bao tử, mặc dù đôi khi không có aspirin mà vẫn bị chảy máu, mà trường hợp đó mà đang uống Plavix nữa thì trường hợp chảy máu sẽ rất là nặng hơn. Thế nó phải cẩn thận thôi, trường hợp ông rất là cũng phải cẩn thận thôi. Tại vì đối với tôi đó thì yes, ông có thể ông try, nhưng mà nếu cách tôi một thiệp mình, tôi nghĩ mà tôi trong trường hợp ổng, tức tôi làm cái MRI trên cái đầu của nó làm sao. Vâng, mà nếu như mà chú rồi. Mà là chú cảm thấy rằng cái chuyện bao tử ngày xưa nó đã xa rồi, nếu như bây giờ mà mình không còn những cái triệu chứng như mà loét bao tử nữa, chú có thể uống lại thử 81 mg, coi mình cảm thấy như thế nào. Nếu như mà chú cảm thấy 81 mg chú uống mà chú không có triệu chứng gì thì cháu nghĩ là chú uống được. Cần nhất là uống aspirin bụng no. Và đồng thời đồng ý bác sĩ Tuấn, đi nhổ răng hay đi mổ vẫn phải nói là tôi uống aspirin. Chứ đừng có quên chuyện đó. Bất cứ chuyện gì, đi bác sĩ nào cũng nói tôi uống aspirin. Tại vì nhổ răng hay là soi bao tử, soi ruột hay là bất cứ procedure nào cũng risk con cầy máu này, cái này đè. Ok. Tôi hy vọng tôi trả lời ông rồi nha. Dạ, xin cảm ơn hai bác sĩ. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin chưa biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, xin chào hai bác sĩ ạ. Dạ. Cứ nói, dạ, mời ông hay bà cứ nói. Dạ, tôi tên Lâm, tôi năm nay 65 tuổi, tôi ở tiểu bang Michigan. Oh, wow. Tôi là hai bác. Ông chào ở chị. Tiểu bang lạnh Michigan ha? Go ahead, ông cứ nói đi. Dạ, tôi phải. Dạ, thưa hai bác sĩ, tôi có mổ tim, tôi không phải là mổ tim mà tôi đặt hai stent. Hai stent, ok, rồi. Dạ, và sau đó bác sĩ có cho tôi uống một cái loại thuốc. Tôi có thể đọc từ chữ, tôi đọc hết không được. Cái chữ đầu là chữ CLOPIDOGREL 75 mg, mà tôi uống vậy là 5 năm rồi. Coi như là uống liên tục, cứ mỗi ngày uống một viên hậu sáng. Cái thuốc mà ông vừa mới đánh vần đó thì nó là generic name của Plavix, phải không? Vâng. Club, Rồi ông nói tiếp đi, ông uống được 5 năm rồi phải không? 75 mg là 5 năm rồi. Lần sao? Và thưa một loại nữa là MICOPROLOL 25 mg, tôi cũng uống, dạ thưa hai bác sĩ, là 5 năm luôn rồi, cho đó ngày uống 2 viên. Như vậy tôi uống lâu quá nó có tác hại hay có gì không? Tôi đang coi chương trình bác sĩ quá hay. Tôi ở xa lắm mà tôi gọi hỏi bác sĩ. Mong hai bác sĩ vui lòng cho em biết. Cái thứ hai đó là thường là uống để trợ cái bao tử đó, để khỏi chảy máu bao tử đó. Nó là metoprolol mà... không phải như là ông đọc metoprolol không? Ông đánh vào cái số thứ hai đi ông. Dạ thưa em. M chữ E chữ T chữ O. Chữ ok. Dạ. Yeah. Metoprolol. Và ok. Cái thuốc đầu tiên là khi mà mình đặt hai cái stent 5 năm rồi, thì bây giờ mình không cần phải uống cái thuốc Plavix nữa. Cái thuốc 75 mg đó mình không cần nữa, mình đã quá đủ thời gian rồi. Nhưng mà nếu như mình ngưng thuốc đó thì mình phải uống cái thuốc aspirin 81 mg. Cái thuốc thứ hai là cái thuốc metoprolol 25 mg. Nếu như người bệnh không bị cao huyết áp
mà chỉ bị nhồi máu cơ tim, thì cái thuốc metoprolol đó người ta khuyến cáo mình uống sau 3 năm là mình có thể ngưng được rồi. Trừ trường hợp bệnh nhân bị về loạn nhịp tim, bị cao huyết áp thì vẫn nên uống tiếp tục. Dạ, thì tôi thấy câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cái Plavix thì nên sau 5 năm nên ngừng, đổi sang aspirin. Và đồng thời cái metoprolol thì cái đó quan trọng lắm. Cái đó trước khi ông ngừng cũng phải tham khảo bác sĩ gia đình của ông để ông quyết cái metoprolol, phải không bác sĩ Tuấn? Cái metoprolol thì nó có nhiều cái lý do mà mình không thể ngừng được. Cái đó là rất là quan trọng. Thành ra tôi khuyên ông là cái hai cái, nhưng mà cái chất là cái metoprolol trước khi ông ngừng, ông phải nói chuyện với bác sĩ tim mạch của ông chứ còn mới tự ý làm. Đúng rồi, tại vì đồng ý bác sĩ ta là vì cái thuốc metoprolol, cái thuốc thứ hai đó nó có nhiều lý do để mà người bác sĩ bỏ bệnh nhân lên cái thuốc đó. Có thể là cái tim nó yếu, có khả năng là hồi đó bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, hoặc là thuốc để điều trị cao huyết áp, hoặc là thuốc để điều trị loạn nhịp tim, cho nên tùy lý do nào mà mình có thể ngừng hoặc là mình phải uống tiếp tục. Ok, tôi hy vọng chúng tôi trả lời ông rồi nha. Em xin cảm ơn hai bác sĩ, em hiểu rất là rõ. Rồi, cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ Toàn và xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin hẹn gặp lần tới.